quá đáng. Đàn ông mà soi mói hơn cả đàn bà. Thôi, có chuyện gì nói tôi nghe có Đức Hạnh. Cái lũ IT ở tầng dưới sáng ra đã chọc ngoáy. Chọc trời chút xíu, có gì đâu. Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Chúng nó mới giành cái cúp của cái giải đua xe đạp vì hòa bình. Chúng nó chê em. Chê cậu là đúng rồi, còn gì nữa. Mà đúng ra là chê toàn bộ cánh đàn ông trên này. Chê toàn bộ cánh đàn ông trên này. Vâng. Trong đó có tôi luôn. Vâng. Cha, cái đó là một cái điều mất danh dự dữ lắm nha. Nói ra thật là xấu hổ. Chúng nó bảo là cánh đàn ông trên này từ trên xuống dưới toàn một lũ ẻo lả, suốt ngày chỉ biết uống cà phê, không làm được gì cho đời. Chúng nó bảo là mình không đóng góp được gì cho cộng đồng. Trời, tức quá. Rồi tôi nhớ rồi, sắp tới có cái cuộc thi marathon nè. Cậu thấy ở trong công ty mình á, ai có thể tham gia trong cuộc thi này? Khó đấy. À, có cái cậu gì vừa mới vào làm kế toán thay Chi Tín ấy nhỉ? Cậu ta trông khỏe mạnh đấy. Đăng Quang, Đăng Quang. Tuyệt vời. Phải hoành tráng như thế này chứ. Chiến lược do tôi làm mà lại. Cố lên anh Đăng Quang, đè bẹp hết những người dám nói công ty mình là ẻo lả. Ta tới rồi ha ha. Nhân dân công đoàn, cậu phải cống hiến hết sức mình như một chiến binh, hiểu chưa? Hay quá, không ngờ công việc đầu tiên tại công ty của tôi lại là một hoạt động thể thao. Đây là hoạt động rất tốt đấy, có sức khỏe là có tất cả mà. Đúng. Đúng rồi đấy, anh chỉ cần được giải ba thôi cũng được, vừa có sức khỏe vừa có giải. Thế à? Lại thế, em tưởng đi thi phải cố gắng giành giải nhất chứ. Không cần thiết, vì anh ấy đã được tập luyện đâu, đúng không? Cậu nhớ nhá, số báo danh của cậu là 113. Đối thủ trực tiếp của cậu là thằng cha to con làm IT ở tầng dưới, mang số báo danh 911. Hai. Trang phục tuyệt lắm. Cái áo hình mặt cười này của Trình, tôi nhớ này của mẹ Trình, nó sẽ mang lại may mắn cho anh. Còn tôi sẽ là huấn luyện viên của cậu, cậu sẽ phá kỷ lục của quốc gia. Tất cả anh em ở trong công ty đó đang trông chờ cậu đó, đừng có làm anh em trong công ty thất vọng nha. Em sẽ cố gắng. Mà cậu có nghĩ ra chiến thuật nào để mà giành huy chương vàng chưa? Em sẽ cố gắng chạy thật nhanh thật tốt, về đích càng sớm càng tốt. Như vậy là chưa có giành chiến thắng được đâu. Cậu có nghĩ rằng mình dùng phương pháp khoa học nào để mà giành huy chương vàng chưa? Là sao ạ? Cậu có chưa nghe là vận động viên Trung Quốc uống tiết rùa để mà lấy sinh lực để mà giành huy chương vàng chưa? Nhưng mà ở công ty mình lấy đâu ra tiết rùa để uống? Đây có đây nè. Dopina. Bậy à, cái đó là phạm luật đó. Cái này là rượu thuốc đó, tốt lắm. Đêm nào tôi cũng uống một vài ngụm hết trơn á, khỏe lắm. Nhớ uống vô nha, bảo đảm cậu sẽ chiến thắng, đem lại danh dự cho cánh đàn ông trong công ty chúng mình. Cậu đừng làm tôi thất vọng nha. Em sẽ cố gắng. Nhân dân công đoàn, tôi không thể nào chấp nhận được cách sống của cậu ấy. Sếp coi, mới vừa về công ty mình làm việc mà đã vô kỷ luật như vậy rồi, đáng xấu hổ. Vẫn tập mày. Chết rồi hay là anh ấy bị tai nạn? Tai nạn gì mà tai nạn, tôi nói thật với sếp tôi khổ lắm luôn. Mình đã đăng ký trễ, người ta đâu có cho tham gia. Rồi tôi phải đấu tranh, tôi phải năn nỉ, người ta cho mình một suất. Đến khi người ta chịu cho mình thì lại không tới tham gia. Họ hâm đó, họ nói là 3 năm nữa họ mà có tổ chức bất kỳ một cuộc thi nào, họ cũng sẽ không cho công ty mình tham gia nữa. Chán quá đi, đáng quá. Tôi biết. Anh nhận tiền sao rồi? Tại sao cậu không đến để tham gia cuộc thi hả? Cái này là tại vì hôm qua em lỡ uống chai rượu đàn ông của sếp cho. Công nhận nó sung thiệt sếp. 4 giờ sáng mới ngủ á, sáng đã về trễ rồi, vợ em lại không cho đi nữa. Đến nơi thì cuộc thi nó xong rồi. Em xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng mà con vợ em nó vui lắm. Nó dặn khi nào gặp sếp nhớ xin thêm. Thêm gì bên em? Vợ cậu làm tôi thất vọng quá. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Anh sẽ dẫn em đi giới thiệu với tất cả các phòng ban để cho mọi người biết một giám đốc đối ngoại xinh đẹp thế này. Và anh giỡn hả? Em làm gì có thời gian đi bắt tay từng người như vậy chứ? Có cả đống việc đang chờ em kìa. Mà nè, anh đã tổng hợp các báo cáo của ban giám đốc trong 5 năm qua cho em chưa? Hiện tại tôi không có thời gian. Bây giờ anh có thời gian rồi đó, làm liền nha. Đẹp quá, mình sắp tan thành nước đến nơi rồi. Này, khỏe không? Chết rồi. Tại sao mình với cậu mặc đồ giống nhau vậy? Nhìn lố bịch quá. Này, mai mốt trước khi đi làm phải gọi điện cho nhau để tránh trùng nha. Mà trong thời gian tôi đi công tác, ở nhà có gì mới không? Có cái gì? Một cô nàng nóng bỏng, giám đốc đối ngoại. Rồi ôi, Asia sorry nhìn thấy nhá, mất điện luôn. Mới về công ty mình, ngon lắm. Anh trốn tôi ra đây làm gì vậy? Nói đến xuất hiện ngay. Giới thiệu với em, đây là anh Trần Huỳnh, tịch công đoàn. Chào anh.
Tôi là Phương Uyên. Anh Hoàng có kể nhiều điều hay ho về anh đó. Vậy à? Anh em, cái này là đồng phục công ty à? Tôi nghĩ cần có sự thay đổi đó. Sao vậy? Ồ, thẩm mỹ tệ quá. 2 tuổi mồ côi, 17 tuổi sinh con, 25 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ. Cuộc đời tôi là nỗ lực phấn đấu không ngừng. Bây giờ tôi có thể tận hưởng cho mình những thành quả lao động. Tôi có thể bia bọt sau giờ làm việc. Anh Trình, tài liệu của tôi sao rồi? Chưa, tại cái đèn bị hư á, mà mẹ Trình không cho Trình nghịch điện. Ok, để đó tôi sửa. À mà nè, hai anh cho tôi hỏi là cái máy photo có bị để lên chi vậy? Cô không biết nữa, mỗi lần muốn sử dụng nó cũng hư luôn. Ok, à anh Hoàng, anh thấy sao? Hay là chuyển đi chỗ khác? Hoàn toàn chính xác. Được rồi, tôi có ý như thế này, hai anh lại đây. Lại đây giúp tôi. Alo, từ đây đây. Này, tại sao ký hợp đồng vào cái giờ trưa thế hả? Ừ, tôi đến ngay. Đến nhá. À, này, cái gì? Hai cậu giúp nàng chuyển cái photocopy vào chỗ khác cho nó gọn. Này, không nên để phụ nữ làm cái việc này nhé. Tôi đến đây. Chỗ này nhìn xấu xí quá. Một cái cây xanh. Chính xác. Anh Quỳnh, cho tôi một chậu cây xanh nha. Chỗ này dơ quá. Một cái thảm chùi chân. Chính xác, anh cho tôi một cái thảm nha. Anh Hoàng nè. Đây này, hôm nọ đã ký rồi, hôm nay lại ký nữa à? Tôi đến ngay đây. À, Phương Nguyên, anh không rảnh lắm, lát anh sẽ gọi lại. Này, tối nay mình đi ăn cơm với nhau nhé. Tôi đây, đến ngay. Chưa bao giờ Trình phải làm việc nhiều như thế này. Mẹ Trình mà biết, mẹ Trình sót. Trong công ty có mấy cái cây à, bắt bà tới, bà lui, bà tới, bà lui. Đúng, mụ phù thủy, quỷ tha mà bắt bà đi. Ơi trời, này, làm gì mà công quá thể thế hả? Nàng đang đem đến cho chúng ta một luồng gió mới. Chúng ta phải giúp nàng. Tôi mà không mong bận đi ký hợp đồng nhé, tôi bê hết luôn. May quá, có mấy anh ở đây. Tôi có một chút chuyện nhỏ là... Alo. Sao? Thế nào? Tới ngay. Tới liền. Không sao. Có anh Hoàng ở đây mà. Anh sẵn sàng giúp em một mình đúng không? Em mới mua cái tủ lạnh 200 lít. Bây giờ anh bê lên văn phòng giùm em nha. Mất vài giây thôi mà. Chào anh Trình. Anh Trình làm sao thế? Mọi khi anh Trình luôn luôn trả lời mỗi khi em hỏi cơ mà. Phải chăng anh có người yêu rồi nên không muốn nói chuyện với con gái nữa? My đừng nói như vậy. My không hiểu tâm trạng của Trình bây giờ đâu. Thế anh Trình có chuyện gì? Có thể chia sẻ với Mimi không? Trình cáo đầu bóng đá. Trình cáo luôn cả con mèo. Bây giờ con mèo của Trình đã thay theo đội tuyển Hà Lan rồi. Khổ thân anh Trình quá. Nhưng mà vì sao anh không lấy đội Slovenia? Nếu anh lấy đội đấy chắc chắn anh đã không thua. Trình đội gì bóng đá của Mimi còn thua cả con mèo của Trình nữa. Hà Lan còn thua nghĩ sao lấy Slovenia. Này, trong buồng có giường sao không nằm? Ra đây nằm ông Tài không nhìn thấy ông la chết đi. Buồn ngủ quá. Đêm qua cậu thế nào? Chết chứ sao nữa. Thằng Hà Lan đá thế thì chết tôi. Ông thế nào? Nhân dân công đoàn. Tôi mà là chủ tịch liên đoàn bóng đá Hà Lan là tôi sa thải ngay cái tên huấn luyện viên đó. Thế cũng thua. Không thua sao gọi là cá độ đá banh. Bao nhiêu chai? Không có nhiều đâu. 100 thôi. Này, tiền đâu ra mà lắm thế? Quỹ công đoàn. Sao đứng hết cả đây thế này? Đi làm. Thôi, đi làm gì? Đứng đây nói chuyện bóng đá với tôi. Đang mùa World Cup mà đi làm là có tội đấy. Thế cô cũng thích bóng đá à? Sao không? Hỏi thế hơi bị xúc phạm nhau đấy. Nhưng mà chỉ xem bình thường chứ đâu biết cá độ đúng không? Anh Huỳnh treo em nhá. Không cá thì xem làm gì? Cô gái thời thượng nhá. Này, nhìn Kiều Anh tôi thấy giống cổ động viên Brazil. Mỗi lần bóng sút vào môn là nhảy cẫng lên. Hôm qua em có bắt Hà Lan không? Có chứ. Nhưng mà ai mà ngờ được cái ông thủ môn bắt ngớ ngẩn như thế. Giá mà còn Van der Sar thì đâu đến nỗi. Mà tại quả bóng ra Bulani quá khó bắt. Mà thua đâu có nhiều đâu mà than thở như vậy. 200 chai. Sao mọi người không bắt Slovenia? Chắc chắn đội đó sẽ thắng đấy. Công nhận Mimi đón hay thiệt. Slovenia thắng cả Brazil. Chuyện lạ vậy mà cũng xảy ra à? Em cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là do linh tính của một cô gái mới lớn. Đúng là cờ bạc đãi tay mới nha. Chúng ta quá chai lì cảm xúc nên cần một cái điều gì đó tươi mới. Đúng rồi. Đến FIFA người ta còn đưa cúp thế giới về tận châu Phi cơ mà. Này Huỳnh, tôi nói cho ông biết một điều này nhé. Một số nơi người ta coi các cô gái mới lớn như một vị thánh ấy, rất thiêng. Nhân dân công đoàn, Mimi phải trả lời cho anh biết tối nay đội nào sẽ thắng, Argentina hay là Tây Ban Nha? Đội nào?
Argentina. Anh đâu à? Alo, Argentina. Cảm ơn My nghe. Kỳ này chắc chắn Trinh sẽ đòi lại được con mèo của Trinh. Và Trinh sẽ đặt tên nó là Lionel Messi. Nói thật chứ, anh mà không để em nhỏ tuổi và xinh nhất công ty, anh đánh em từ lâu rồi đấy. My à, Trinh đã chuyển sang nuôi cá cho nó rẻ rồi. Nhân dân công đoàn, cô dựa vào đâu mà cô dám nói là Argentina sẽ thắng là sao? Vì họ có một cầu thủ dự bị trông rất xì tin và dễ thương. Lại có giống thủ môn của đội Slovenia đấy chứ. Em làm mọi người quá thất vọng đấy. Mà Argentina là đội bóng ở đâu nhỉ? Ôi ôi.